Có S chưa? Muốn có từ S mà muốn tìm ra A thì đạo hàm cấp mấy? Cấp 2, vậy đạo hàm cấp 1 đi. Đọc 4T3 1 phần 4 nhân 4T mũ 3 trừ 3T bình cộng 7 phần 2 nhân 2T. Cái này là 12 cộng cái chữ T nha, cộng 12 rút gọn ra gì? T mũ 3 trừ 3T bình cộng 7T cộng 10 12. Sau đó tìm A bằng cách đạo hàm tiếp. Đạo hàm đi. Ra nhiêu? À, 3T bình trừ 6T cộng 7. Chốt chưa? Sau đó nó kêu gì? A đạt gì? A nhỏ nhất là miên thì bấm, biết bấm không? Bấm giùm lại đi. Vậy A miên bằng nhiêu? 4. T bằng nhiêu? Bằng mấy? Bằng 1. Cái X là T, còn cái Y là A. Vậy A miên bằng 4 khi T bằng 1. Vậy nó hỏi vận tốc của vật bằng bao nhiêu thì thế T1 vô đây nè. Vậy là V bằng S phẩy 1 thế vô 1 mũ 3 trừ 3 nhân 1 bình cộng 7 nhân 1 cộng 12, lấy máy tính bấm